Ủy ban nhân dân quận Ô Môn cũng sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024. Nổi bật trong 6 tháng qua là quận đã mở 5 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Có 27 thí sinh đăng ký tham gia dự thi vào các trường học viện của quân đội. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, biên chế lực lượng dân quân thường trực đạt gần 83%. Xếp nguồn biên chế dự bị động viên đạt 100% kế hoạch, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng theo thông tư số 77 của Bộ Quốc phòng, tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại phường Phước Thới và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại các phường, phối hợp cùng công an quận tổ chức được 1.262 cuộc tuần tra kiểm soát địa bàn với 2.488 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.